tình hình xăng bây giờ gần 30.000 một lít rồi các bác ạ. Thì em mới lấy về một em xe mà nó không tốn một giọt xăng nào để cho anh chị đi nó kinh tế này. Đây con này thì nó là máy dầu nhá. Đấy, Ford máy dầu sản xuất năm 2010. Tên tư nhân biển 26, sơn na và gốc là gốc thủ đô Hà Nội các bác nhá. Đấy, con này thì nó ăn dầu thì nó rơi vào tầm khoảng 7 đến 8 lít dầu trên 100 km thôi. Và mức dầu bây giờ thì nó rơi vào tầm khoảng 21-22.000 một lít, nên là nó rất là dễ chịu và dễ thở luôn. Thì em này là bản một cầu số tự động các bác nhá. Ford Everest sản xuất năm 2010 với cái tông màu xanh rêu rất là đẹp này. Đấy, xe thì bao cho các bác nó không có cấn đụng hay là tai nạn hay là ngập nước gì cả. Và một dàn lốp thì em nói là dàn lốp Bridgestone còn khá là mới mẻ luôn này. Đấy, gầm sàn thì ok luôn hết tất cả các bác nhá. Nói chung là chiếc như Everest này thì gốc là gốc của thủ đô này. Đấy, xong rồi lên Sơn La và đã được bên em mua lại, mua chính chủ luôn, chính chủ các bác nhá. Nên là hồ sơ pháp lý tất cả mọi chi tiết là ok hết. Đấy, ô chưa, chìa khóa đây, form dáng rất là đẹp luôn. Đấy, form dáng cực kỳ là đẹp. Xe thì trang bị 7 chỗ ngồi này, gầm cao này. Và nó là một cái dòng xe mà nó rất là thuần Việt luôn. Ford Everest cực kỳ được nhiều các bác ở trên Việt Nam thì tin tưởng sử dụng. Và với cái tầm tiền bây giờ đang được bên em chào bán với mức giá là 385 triệu bao hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc, bao nào lấy tại cửa hàng bớt cho 10 triệu và còn bớt thêm một chút nữa. Đấy, lấy tại cửa hàng thì em sẽ bớt thêm cho 10 triệu và bao rút hồ sơ. Đấy, giá thì đang được bên em chào bán với mức giá rất là hợp lý nhá, 385 triệu và có bớt. Đấy, form dáng gân chỉ hay là nói chung là gầm sàn của nó còn rất là đẹp. Gầm sàn còn xanh đét luôn này. Đây, đây là gầm sàn thôi nhá, dẫn động cầu sau, một cầu. Đấy, 385 triệu. Khóa khiển này, theo xe luôn nhá. Đây, xe thì em nó có trang bị phanh ABS này, 4 túi khí an toàn này, 2 dàn điều hòa, màn hình, camera lùi, camera hành trình. Đấy, máy dầu nó rất là hợp lý phải không ạ? Đây là tăng độ sáng tablo, đây là chế độ AC, AC cửa gió điều hòa, dàn điều hòa sau. Đấy, bình dầu mở điện nhá. Đảm bảo cho các bác là mua chiếc xe này thì không bao giờ phải lo xăng lên hay xăng xuống gì cả. Chỉ có lo dầu thôi, mà dầu bây giờ nó là chỉ có 20 mấy nghìn một lít, 21 nghìn một lít thì nó rất là hợp lý các bác ạ, rất là hợp lý luôn, mà nó ăn rất là tiết kiệm dầu, 7 lít cho đến 8 lít dầu trên 100 km này. Hàng ghế sau gập lại và đẩy lên thoải mái này. Đấy, 2 dàn điều hòa nhá, Everest. Đấy, các bác nhìn chưa, phần khoang nội thất này rất là đẹp, số tự động đi nhá. Đấy, số tự động này. Nói chung là con này nó còn rất là chất, máy số chất và nó chạy rất là bốc mà khỏe. Cái dòng máy dầu thì đặc biệt của tất cả các loại dòng máy dầu thì nó là nó lổ hơi ồn hơn máy xăng. Nó lổ ồn hơn máy xăng. Nên là anh chị là còn nếu mà đã đi máy dầu rồi thì chắc nó không để ý, bởi vì cách âm của cái dòng Ford này, máy nó có ồn đến mấy nhưng mà được cái là cách âm nó lại cực kỳ là chất lượng luôn. Kèo chỉ các bác nhá. Cách âm nếu mà tôn vỏ, tại vì là cái thân vỏ của cái dòng Ford, cái thằng Mỹ này, thân vỏ của nó lại rất là dày, cực kỳ là cứng cáp luôn. Đấy, túi khí an toàn này. Đó, để em đóng cửa cho nghe. Đó, để em kéo kính lên nhá. Đây, OR18 vạn 7 này. OR18 vạn 7. Chính xác là lâu lâu mới mua máy dầu. Đợt tới em sẽ mua máy dầu và phải thật nhiều để phục vụ các bác. Máy xăng thì cần bật chìa khóa vào là ăn ngay, nhưng mà máy dầu là phải đợi nó sấy. Đợi nó sấy một lúc. Anh chị nhá, đợi nó sấy một lúc thì là thì nó mới dễ lổ. Đấy, dòng máy dầu nó như vậy. Đây. Rất là đẹp phải không ạ? Đấy, các chi tiết da kính. Đấy, trần lỉ nguyên bản nhá, trần lỉ nguyên bản theo xe. Đây là hạt đá kính này, trần lý rất là đẹp luôn, trần lý nguyên bản. Đấy, vô lăng gật gù.
Ok, đây là phanh tay các bác nhá. Phanh tay. Đấy. Thực tế là bây giờ nếu mà một chiếc xe các bác bỏ tầm tiền mua một chiếc xe có thương hiệu như dòng xe Mỹ này. Đấy, với tầm tiền 385 triệu mà được 2010 gầm cao 7 chỗ ngồi số tự động, bền bỉ, châu bò, thì đây là một con xe nó khá là hợp lý đấy, rất là kinh tế luôn. Đồ nhựa này, đây là hệ thống em chỉ quay mỗi ghế lái nhé, còn ghế phụ những cái ghế khác không quay, bởi vì những cái ghế cái cánh cửa lái này là cánh cửa mà được đạp chân vào nhiều nhất này, được mở ra mở vào nhiều nhất này, va quẹt nhiều nhất này. Thì các bác nhìn chưa, đồ nhựa của nó này, nó là gần như là mới luôn, gần như là mới luôn các bác ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đó, đồ nhựa này, các bác thấy chưa, quá là ổn luôn. Xích nhan báo rẽ tích hợp trên gương này. Đấy, Everest này, tem này, tem nguyên bản này, bậc lên xuống, giá lốc là nguyên bản theo xe, một dàn lốp còn khoảng 90%. Đây là phần khoang máy động cơ nhá. Khoang máy động cơ của em nó đây, máy quá êm luôn. Đấy, máy rất là êm luôn nhá. Tông mát này, nổi êm chưa, quá là ổn luôn, quá là ổn luôn các bác nhá. Máy dọc dẫn động cầu sau đó, máy dầu, nó là một con máy cực kỳ là bền và trâu bò rồi. Mở ra này, ui chặt thế nhỉ. Ui, đám bỏ điện thoại đang quay em bảo cái này ấy. Khiếp thật. Với là ông nào thay dầu và ông ấy đóng quả lắp mà, đúng là em phải gồng người lên mới tháo được. Đây bác thấy chưa? Không một tí hơi thừa nhá. Đấy, không khói, không hơi thừa. Đó là chất lượng luôn. Nếu máy dầu các bác phải quan tâm đến máy đến hơi thừa nhá. Đấy, đẳng cấp luôn. Phanh ABS này. Đây là phanh ABS các bác nhá. Máy dầu thực tế là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu các bác ạ. Nó 21.000 một lít và 7 lít dầu đến 8 lít dầu trên 100 km. Thì đây đúng là con xe để các bác chạy việt dã luôn, chạy không phải suy nghĩ gì về vấn đề xăng dầu luôn. Đó. Và 21.000 lít thì nó cực kỳ hợp lý các bác ạ. Nếu mà như mà máy xăng 7 chỗ ngồi số tự động thì nó rơi vào tầm khoảng như Innova hoặc Fortuner, nó rơi tầm khoảng 11-12 lít trên 100 km. Thì như chiếc máy dầu này nó rơi vào tầm khoảng 8 lít dầu trên 100 km. Thì các bác thấy con chiếc nào kinh tế hơn ạ. Đấy. Và đây là một chiếc xe nó khá là con, nó khá là đẹp. Và với cái tầm tiền 385 triệu đồng các bác nhá. Đấy, mâm lốp này, phay nguyên bản theo xe, chưa một lần sơn si. Đó, rất là đẹp luôn, cứng cáp, liền lạc. Đấy, bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286 nhé. Em Di Quang Ô Tô Chất. Và đồng thời nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em thì cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình anh chị nhé, để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng. Đấy, cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã tham khảo video mua bán ô tô cũ của em Di Quang Ô Tô Chất nhé. Đấy, chào tạm biệt các bạn.